Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Mắt To và Mắt Nhỏ. Ngày hôm nay thì Mắt To trở lại với một cái chủ đề về slam. Những cái slam là một điều mà Mắt To rất là sợ là slam á các bạn biết không? Tại vì không có giỏi trong cái này. Nhiều khi á gọi Mắt To tự nhận thấy mình là kẻ thù của slam á. Đây là ngày hôm nay Mắt To sẽ chơi một lần cuối duy nhất thôi. Vì Mắt To còn rất là nhiều đồ để làm slam ở trong nhà, nên là ngày hôm nay Mắt To quyết định là sẽ dùng hết tất cả những thứ đó để trộn lẫn với nhau. Không biết là sẽ trở thành slam gì. Thì đúng là ngày hôm nay là chắc là các bạn không biết sẽ cảm nhận như thế nào. Nhưng mà thôi, mong các bạn bỏ qua nếu như Mắt To làm có điều gì đó mà nó kỳ kỳ. Rồi, đầu tiên thì Mắt To dùng cái thau đây. Mắt To sẽ đổ keo sữa vào. Mắt To chỉ còn bao nhiêu keo sữa đó thôi các bạn. Ta sẽ làm slam cơ bản trước nha, và sau đó Mắt To mới trộn. Xong rồi. Tiếp theo thì cái này nó loãng rồi nên không cần bỏ nước luôn. Mắt To sẽ bỏ bơ rắc vào cho kích hoạt nha. Lâu quá không làm, không biết có luật nghề không các bạn. Hôm nay á, Mắt To đã phải dùng đến những cái video cũ của Mắt To để Mắt To xem lại cách pha bơ rắc rồi cách chơi như thế nào. Tại vì lâu quá không làm á, nhưng bị lụt nghề đó. Các bạn có còn chơi slam gì không? Ở đây á, lâu lâu Mắt To suy nghĩ slam đấy, sao mà muốn. Tại thấy các bạn cứ hỏi thăm về là bút chì giấy á, Mắt To cũng muốn làm. Nhưng mà sắp tới thì Mắt To có một dự định khác. Giòn hơn một chút, tại vì lúc nãy Mắt To có bỏ thêm bơ rắc đó các bạn. Rồi, trong thời gian để như thế này thì Mắt To sẽ mở từng thứ ra nó ra. Cái này màu trắng. Khi mà màu trắng thì, cái này mở chắc khó lắm các bạn. À, ngồi đây thì mới nhớ là Mắt To còn rất là nhiều bịch tuyết nữa. Thôi nhưng mà ngày hôm nay chắc không dùng tới nó đâu. Sẽ trả ra cái này thôi. Đất sét hơi khó mở. Đây, cái kéo. Mở màu bên này trước đi. Lần đó Mắt To mua đất sét này á, không có nghĩ là nó dở như vậy đâu. Tại cô không có rành về slam á, nên mua cái này thấy về mở ra nó không có đẹp giống như mấy bạn hay mở ha. Tèn hèn á các bạn. Nặng, quyết tâm lần này sẽ nặng. Chiu. Đây, được rồi. Mắt To thấy nặng được á các bạn. Tiếp tục, màu vàng. Giống như các bạn cảm thấy giống như đang nặng một cái cục kem mà để trên cái bánh á. Cái này rất là giống luôn á. Rồi màu cam. Thì Mắt To đã làm xong hết rồi. Bây giờ Mắt To sẽ trộn lên nha các bạn. Rất là đẹp luôn, giống như những cái cục kem rất là nhiều màu sắc luôn á. Không biết là sẽ thành màu gì, các bạn đoán đi. Cho các bạn 5 giây để đoán thử đây là màu gì.
1, 2, 3, 4, 5. Mắt to đoán là nó sẽ ra cái màu hơi cam cam đỏ đỏ. Nếu là đúng không thì bây giờ mình sẽ trộn luôn nha. Wow, màu sắc rất là đẹp luôn á. Ồ, cái màu cam bên này đẹp quá các bạn ơi. Mắt to rất là thích những cái lúc mà trộn màu như thế này, tại vì nó những cái màu nó cứ giống như cầu vồng vậy các bạn, rất là đẹp luôn. Các bạn thấy giống như thế này nè, cực kỳ đẹp luôn đúng không? Mắt to thích như vậy đó. Wow, cái này rất là bự luôn nha các bạn và nhẹ. À, mình sắp thấy màu rồi đó, cái màu hơi cam cam đỏ đỏ giống màu đất sét đó. À, đúng không? Mờ, giống màu đất sét. Trộn nhiều mỏi tay quá. Màu này là màu đất sét, màu cam đất sét. Mắt to luôn bị mắt nhỏ chê là không biết nói màu. Đúng không, màu này màu gì? Màu đất sét hả? Hơi nhão hơn rồi các bạn ơi. Ok, mắt to chắc phải bỏ thêm một chút borax nữa, tại vì nó quá là nhão đúng không? Để mắt to lấy, nhờ mắt nhỏ đi lấy thêm một tí borax nữa. À, tí nữa mắt to sẽ tạo bong bóng. Quá là to rồi. Mắt to sẽ coi thử nó có kêu không. Cũng khá là ok đó các bạn. Ê, chưa được, chưa tạo bóng được. Phải tạo, phải làm thêm một chút nữa để bóng bóng thật là bự luôn nha. Bự hết cái bàn này luôn. Rồi. Rồi, mắt ta sẽ đổ kem cạo râu vào. Giống như là bánh kem. Mùi kem cạo râu thơm quá. Ok. Rồi. Khi đố các bạn, khi trộn cái này vào thì slime sẽ gì? Mình nghĩ nó sẽ bị chảy ra. Thơm quá à. Mình nghĩ slime nó sẽ rất là bự luôn á. Và rất là nhẹ nha các bạn, không hiểu tại sao luôn á. Bây giờ cảm thấy slime nó nhẹ nhàng lắm. Cái kiểu như mà nó bay bồng trên mây rất. Mà cái những cái này á, nó rất là đẹp luôn các bạn. Cái sợi á, các bạn thấy cái sợi nó rất là đẹp luôn. Wow, cực kỳ thích luôn á. Không lẽ mình hôm nay tự nhiên buổi trưa này đã làm cho mắt to cảm thấy muốn quay lại cho slime. Ôi, rất là đã luôn các bạn. Nó nhẹ nhàng và nó mềm mại á. Giống như một cái gối thật là mềm để mình nằm ngủ đó. Khi mà mình sờ vào cái bàn tay mình nó mềm 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 lắm á. Rất là to luôn rồi. Rất là đẹp luôn các bạn. Quá trình làm slime thì rất là lâu mà khi mà chơi á thì chúng ta chưa biết chơi gì hết đây. Không biết chơi sao nữa. Ok. À đúng rồi, mắt nhỏ có nhắc mắt to đó là phết slime giống như các bạn. Phết slime. Đây. Phết slime. Lâu quá mắt to không chơi, quên mất cái này.
Rồi, thế là mắt to phải tạm biệt các bạn á, mắt to chả biết chơi vậy. Không, mắt to muốn làm một cái bong bóng nữa. Khoan tắt máy, để mắt to làm một cái bong bóng đó. Chưa được. Mắt to rất muốn làm một cái bong bóng nhưng mà không được các bạn ơi. Ôi, mắt to cùi bắp quá. Đây. Thôi bây giờ mắt to phải tạm biệt các bạn thôi. Mắt to thất bại khi muốn làm một cái bong bóng to bằng cái bàn đây nhưng mà không được. Bây giờ mắt to tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn những cái video lần sau. Mong là các bạn sẽ thích những cái video lần sau nha. Và cái này nếu các bạn thích thì các bạn hãy tặng cho